Okay, chắc ngày nay dân to mê đến dân vì ngày môn. Ngày môn dân ban đi nó viết tôi nâng master plan mình ấy. Dân à cho nâng dù resort với dân miên là plan với chúng ta master đọc là PHP nâng chỉ master plan là bỏ dân. Đã ngày môn dân ban đi nâng tìm về. Chắc ngày nay nhóm tôi nâng form tích nằm bây dân phương nằm bây cho tình đây cho nâng đi khỏi dân. Chúng nhóm xuống cho không ra nằm bay bật cát rồi request mua nằm bay ao dương tục căn form nằm bay cho tình này chân rau dương cho nằm rau về chúng nhóm ai bật cát ra mua thì mình chung một hả get article slash create chúng nhóm trong run article controller đây dương ai bật article controller hay năng method chmuh phi mu chmuh tha create chăng a năng jeung swom hay a rau ni jeung jeung yol hay a ni rau jeung a ni ui jeung chong ni jeung slash home slash article slash create tau vi năng trigger controller chmuh tha article controller hay năng method mu chmuh tha create tae method ni ot ton mien hay chăng jeung cho tôi bật cát mấy sốt nè chân control dưới install tổng năng controller install tổng năng app http controller ấy không biết sẽ đặt controller hơi dần chân những chỗ nó ai thao controller tạm đi thì có bởi dân pra bởi dân chia đi lọc chân có dân ai pra sọt khác đó thật không biết sắp lãnh nhưng pra control khi đang bay search file thì không editor với những pra kê đang bay search file chứ nhưng mà vai ha control controller vai ở control chứ sau cắt bạn hãy chung với mất article controller hơi bị lột hào ấy chứ vì dân nào get phá đó lường tại sao dân chăm chung tại chỉ bờ dịch dân mạch thân chân của bạn này nằm bờ dân chăm dân chôn mùi mùi tử nhưng cả dân dân chăm hay dân ai lâu cắt sọt cắt chân bàn chứ như một cách phân sân mùi chung ta public function một tay cái create nằm bay cái đặt call dương mọi dân ai giờ return rồi return view thì có dot create rồi nè tại ví dụ như tuần miên nè ví dụ à cái này giờ tuần miên này chứ những tờ bạc cát về nó không ngay kế resort ví dụ chung một article này article chứ những bạc cát ví dụ mũi như c là chung một hàng create dot create dot php chung một ví dụ đã chứ là nên dương miên master page cái mình đấy chứ trong extend viên mà bay bay vậy làm bay vui extend này chúng mua cái master page master này mình đấy mình nó không view master nữa chúng dùng extend về hai thì mua dùng ai para cái dùng main section nhớ chúng nhóm chúng mua cái này call chân lý dân ai thánh section chân lý form dân không đi đi form dân ai chẳng đi form dân không nắng á cái dân test dân vì bị ra nâng mên hạt chân dân cho màu gà Laravel dot view slash thì call slash create nó lại vì mình error đời sai thì thà sorry page you looking not found cái với page not found hay dương ai bị chạy thay dương ban bằng cách nơi browse được ai mình not found này article slash create này mấy mà not found dương mới error tin này
no query result ហើយ វា to query យើង ឲ្យ វា query ផង ដោយ សារ វា conflict ជាមួយ អា alert នេះ អញ្ចឹង វា slash article slash នេះ វា to row id ដូច យើង នៅ ក្នុង show article controller method មួយ ឈ្មោះ ថា show នេះ វា to row id នឹង អត់ ឃើញ អញ្ចឹង វា ដាក់ 404 ហ៎ ថ្មី ដោះ ស្រាយ វា បាន ដោះ ស្រាយ បាន យើង រុញ អា នេះ ទៅ លើ វិញ យក អា create នេះ មក លើ វិញ តោះ នេះ save មក យើង refresh វា ចេញ យើង form តើ បើ យើង ដាក់ article/1 នោះ ឈប់ ខ្ញុំ ចូល ទៅ មើល load ពី admin យើង article ខ្ញុំ មាន id recommend class Laravel article លេខ 5 គេ ឲ្យ ខ្ញុំ ដាក់ លេខ 5 ដើរ ឃើញ អត់ អញ្ចឹង វា ប៉ះ ពាល់ អា article នេះ ហេ slash create នេះ ហេ អញ្ចឹង បើ យើង request ទៅ article slash create okay វា ចេញ form ហ្នឹង មក តោះ នេះ តោះ ឥឡូវ យើង test បញ្ចូល ទិន្នន័យ ខ្ញុំ សុំ សំលុប ទិន្នន័យ ទាំង អស់ ចោល បើ យើង ទិន្នន័យ បញ្ចូល មក យើង operation មក set total increment ទៅ លេខ 1 វិញ ព្រោះ ខ្ញុំ លុប វា ចោល ហើយ okay អញ្ចឹង យើង អាច build form មួយ ដើម្បី បញ្ចូល ក្នុង table មួយ នេះ table article នេះ អញ្ចឹង យើង មើល structure table article យើង ត្រូវ ការ field ឯខ្លះ ដើម្បី បញ្ចូល ទី 1 ID យើង ត្រូវ ការ អត់ ត្រូវ ការ field ដើម្បី បញ្ចូល ទេ វា auto increment title ត្រូវ ការ body នេះ ត្រូវ ការ create add នេះ មិនបាច់ ទេ ព្រោះ វា នឹង generate ពេលវេលា យើង ដល់ នេះ update add ក៏ មិនបាច់ ដែរ អញ្ចឹង យើង ចូល ក្នុង នឹង មក យើង អាច ខ្ញុំ ខ្ជិល សរសេរ form ខ្ញុំ អាច ប្រើ នៅ bootstrap form ព្រោះ យើង ប្រើ bootstrap ខ្ញុំ ចូល website មួយ ឈ្មោះ ថា getbootstrap.com ចុច Google bootstrap មក វា ចេញ លើ គេ យើង ចុច មក getbootstrap.com ចូល មើល CSRF នេះ យើង scroll មើល content វិញ ខ្ញុំ មើល វា ថា form នេះ same form របស់ យើង email password ក៏ ឲ្យ ផ្សេង ផ្សេង ចឹង ឥឡូវ ខ្ញុំ ជួរ email password ហ្នឹង ហ្មង copy វា យក មក ផាន នៅ ក្នុង create view យើង មក link វា ឲ្យ យើង មើល ទៅ ឲ្យ វា ត្រូវ តាម លំដាប់ តិច okay ខ្ញុំ ដាក់ នេះ ចោល នេះ form យើង save មក យើង refresh ចេញ form ឲ្យ យើង same form តែ យើង អត់ ចង់ បាន អា ហ្នឹង ទេ យើង ចង់ បាន ផ្សេង យើង អាច ដូរ អញ្ចឹង អា នេះ យើង អាច ដាក់ ពេល ខ្ញុំ double click លើ វា ទៅ ខ្ញុំ ចង់ បាន អា ឈ្មោះ ដូច គ្នា ដដែល ដដែល ក្នុង sum line ខ្ញុំ អាច ប្រើ control D អញ្ចឹង វា ទៅ select ឈ្មោះ ដូច គ្នា ដូច នេះ example input email អា នេះ ជា sample input email ដែរ យើង control D មកតើមកយើងអាចកែមកបានបោះមកដាក់ title ស្រួលទេហើយនេះអាចដាក់ថា title place holder title type គេតិចធម្មតាទេចឹងនេះខ្ញុំអាចមួយទៀតខ្ញុំអាចដាក់ថា body ឬក៏នេះខ្ញុំលុបវាចោលខ្ញុំត្រូវការវាយក text area text area id ស្មើនឹង body name body អញ្ចឹងឥឡូវយើងដាក់ name វាផងដើម្បីដឹងថាវារបស់ទៅវាជាស្អី name title នេះយើងមកត្រូវការទេ check box អី save refresh យ៉ាងនេះអត់មានខ្លះយើងដាក់ខ្លះវាមួយខ្លះ form control refresh ហេស្អាតបាត់អញ្ចឹងយើងមាន form របស់យើងដើម្បីបញ្ចូល data គឺ title អានេះមាន password ទេអានេះ body
sky nung mà default body press ok đã chân dân trâu đăng hạ form nâng action form bỏ nâng dân trong habitat này chân ai đặt ta action action với nâng việc phó nâng phó thực nè nhưng ai phó tha article slash create tại mấy sọt viết gì bộ phết của ấy đặt ta đây dương trâu bình chô đâu không là tập bớt nhưng trong ơi là cần nạ chia get the tie người đặt ta cứ user ai mơ khơi như lời quality string chạp hôn hít vì ọt khơi đặt ta nâng này thế trong dương miên dương miên là anh ấy dương miên nữ nông rau dương như là form rồi submit nè mấy sốt nọt lâu ấy nè lâu rau dương ở tôn miên đời xa ấy rồi dương check rau dương chứng là bây check rau thôi mà nhìn xuống bác nâu location bởi dương không tục nâng mà nhìn sốt khát tục nâng desktop htdoc nhóm C Windows mà Windows C hết right click của mọi bạn ấy như cái thang open command line window here cho nhóm mà check ra nhóm đó dân ra command ấy php app xin route list bây khác cái application là về application dân nó dân đăng thà ta route cái mình ấy khá hay nhưng ai check cam năng chứ như ai ở xe URL ba này tăng lại cái này URL URI này score URI ấy score đấy score URL đấy URL mean HTTP slash A URI là mean này mẹ trâm là trâm domain hay top vì domain nó cứ là nó URI vậy thì ho này cái này domain domain này chân nó vừa top vì domain là này URI score đấy URI dân mình đi khác này article, article slash it add article đi dương số article này action với tuần này chứng dương anh mơ mày sọt dương miên ghét lộ ông ốc mình đấy miên phô hề chứng dương một ca rau mua đài để lại phô ngó chứng dương chô rau rau phô phô dũ phô chứng dù ai dưới cái ai thì ai có slash dương khơi chân mới một tay dựa đôi khía này dù ai được như thế cái khóc này đôi sai à mua chỉ get à mua chỉ po nó đảo chỉ này à mua chỉ get à mua chỉ po chân dựa đôi khía dương khơi chân đôi khía mới một tay à đôi khía chân ai khiến này dương ai khiến biết ai bị khóc này đây chân ai khiến ai tôi chỉ article controller tại miền method mới mua tháng store method mới làm bởi store đặt tay với copy form nào còn đấy trước method mới giờ toàn mấy dân chôn nông article controller dân một can method nông nó public function store store dân ai return chia sẻ dân trước làm bởi get form vì form máu dân get mệnh đối với dân CP chuyên các những anh cái đồ la underscore post mình sẽ dân C cũng dân á ta lấy viên viên mềm sắp để dân pra dân ai pra request dân store data smart request or từ hồ dân mình nâng post mau mình mạnh thay thó lên những cái body dân ai đồ la thay thó smart đồ la mà nên thì dương ai ta mới xuống mức chúng ta đi quay thế kế hãy call tôi vì mọi này bỏ đi đi kế này đi lời nhóm đi đi hãy call mơ dần
đào ọt đi đi thay thon rồi kể đó đến xa khó phô mà cho kỳ ếp màu vĩnh hà thị khó hà thị khó hà thị khó bộ đi giảm mịt error đây xa là rồi với mình miền token là bây verify chứ vì đã dạy token mismatch chứ là bây giờ perform đó vì trâu cá verify token mùi đây tại sao vì ni KPN CSRF CSRF nó vì bị khai user cái perform như ai trâu copy website xem perform không website như thế chứ bây giờ tốt tích ai cái ai tia thật bò thì tia yên những việc sau dịch chủ thì gì mà ta nói tao mình thuộc khăn nè thuộc khăn nè vì ai phát đồ tam bây giờ bây giờ mình nói chứ mà anh thì tia phát đồ thuộc khăn nè đồng bây vì tiện xa nơi dịch chủ thì chứ bỏ thuộc phố hóa về vô địa phái thuộc khăn nè sân bỏ thuộc khăn nè đôi khi nếu ok bị ảo chứ ai mớ Google sân nè cross site request forgery nè anh cứ chi ấy kế anh cứ ai chi ca hack website dân mùi đá chân không la được với vì miền bên sau đó là bay vì ca phê gì chứ chẳng ai tụi sơn bơ à ấy kế không nắng chân chẳng ai accept việc bán được sai ấy kế miền function gì chứ nhưng tụi sơn nắng ngon nè nhưng khơi nhé vì miền nó protection nhưng tôi đặt cho những mơ tớ nè chắc cũng nông phò với những tớ cả này mùi tiết nằm bài vì vừa define thà nâng chia hạ phò mà dùng photo chia phò viện chắc nhung copy vì mong tớ như chỉ function mùi tế nâng nâng ai mơ nâng vì mình hyper function tròn nằm bài chui dừng nè chứ ai sử dụng hyper function nó Introduction để tôi nâng array add, array collapse, array nâng function thế ngay pra nâng hay cho tôi mình bị pra được chia ha chỉ string thêm một cách gì kia anh ấy gì kê thì còn anh string thì biết nâng dương substring nó nè substring mà biết nâng dương substring thì chỉ một bờ biết chứ không phải bờ character mình bờ quê chứ được PHP và chọn đó cho những default ngay ở này thì biết chứ là nó hyper bởi dường chứ là hyper mà những con miếng này nè cái miếng không nâng ấy thuộc khăn chứ như trong ban thuộc khăn phó hẹp với những ai pra hyper nâng máu hình thuộc khăn ở dường này chứ như xong của pia mình nâng tập phát nông form dường hay dường thuộc ca request nông tiện nhưng mà ai tập phát cái môn nông phát dường tùm mơ không form xin nhưng xong mà refresh dế nhưng xong expect mơ xin mở lại form biên form biên tân thân mình ấy thì mới nhung thang nâng chỗ hai vì mình ấy cả là thang này chỗ refresh khơi mình miên ấy mùi ấy input hai đơn mùi đại miên nam chúng ta underscore token hai value for here rồi này value nâng việc sai vừa lơ ft thì chúng ta bây giờ nâng máu bây giờ một cả đấy chế ip key nè ip key không ná nè ip key nè khơi vậy trên từ hồi dân vô token đồ tàu mua và chơi tiết ip key không nhé có việc đó đây vừa vừa được qua những ip key một tiết vì miền sẽ chủ thi không đăng đài hay ip key không đi cứ yên với thì đi lộng mà này bây giờ tàu đặt chi và đặt rất dân config được không config mình nè tăng thời cao dân 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 rồi lao dân sạc thì khoe một đồng tiền lại nạ toán sủ mình đi thêm đồng tiết có bộ đi submit khơi anh tàu ấy chứ nhóm đam thai thò lắm đi thai thò lắm rồi nhé tại bởi khai dân trong request thằng off của ba này group form mà thằng off dân request request mà thằng off của ba này chứ như ngay request thà
the trial function method mít chứ mơ tha alpha data sna all nó cứ request tổng ơ form ấy chi sẽ cái đời và ta chia post before mà vì ở dân ở chứ nhưng mà replace cái đời data chứ nhưng xung comment là pin chào như refresh mới xác mình đoán tiếp chứ vì khơi phía dân bày để xa ấy thì mỗi dân mình thuộc khánh hai đến phía thì biết hai thó thì bấy bỏ đi chứ nè là nằm bay cho nông thẻ bọt article này bán nhưng thôi rằng là thẻ bọt article hơn như thế thôi dính đồn đẩy